Và thường thường ngày xưa thì mẹ Khương Dừa thường hay làm mứt dừa. Hôm nay thì Khương Dừa với lại cha của Khương Dừa với lại anh Thế Vĩnh, dạ chẳng giải con. Dạ. Đó. Dạ. À, sẽ đi ra hái dừa. Hái dừa để làm mứt dừa nha quý vị dạ. Con biết đi. Con biết đi phải không? Quá dính đi nó dựng đầu con chứ. Ủa cha lấy dao thử cho. Dạ, lấy dao. Này. Ở Bến Tre là dừa nhiều lắm. Đây nè. Cái này nè, cái này nè. Ở đây đây. À, dừa để làm mứt thì nó phải rám nha quý vị dạ. Dừa rám. Nó hả? Không lên đâu. Không lên hả? Con cá nữa hả? Trong nhà mình có cá nữa hả? Dứt đó được, không chuyện khô hả mẹ, mình dễ khô tả hết năm. Khô tả cho hết năm ăn gì ăn. Ừ. Đó là dứt chứa. Dạ, bây giờ của... Tránh nha hả? Tránh nha cha. Nha hoài chứ. Tránh nha. Rồi rồi rồi. Nó người ta mình. Thử rồi dạ. Dứt coi. Dứt đâu nữa. Dứt nữa. Dạ. Dạ cái. Dạ cùi ba. Gì đó? Dạ cùi. Dạ cùi. Dạ cùi cũng nổi ha. Này nó phải rám rám vừa tới không quý vị nha. Chị cái bùn là kia được không bà? Nó giặt thử. Vừa không? Nó chừng biết nha. Dạ gì? Dạ gì tới khác. Dạ luôn. Đúng rồi sao đó. Họ còn thấy bên đây được nè. Thôi, để cho được không? Cái đó nó khô luôn rồi. Cái đó nó khô luôn rồi. Cái này được rồi mà. Cái là đông đó. Hả? Cái này, cái này nó mềm mềm phải không? Cái này được rồi. Làm dừa sữa ngon hơn. Thử trái nữa nha. Con biết gì vậy? Dạ. Biết bông này đó. Dạ. Con trái à? Dạ. Dưa trà đường. Dưa trà đường hả? Thử trái này coi coi nó... Sao nó não? Không có não không được đâu. Đâu hả? Để bên đây nè. Bên đây nè. Dịch hết đúng không? Khô hả? Khô không? Khô. Khô rồi. Này. Cả khô. Bụng này đi. Dạ? Hôm nay hả? Mình kê vừa nữa. Vừa kê vừa nó không mà. Ừ. Này này là được rồi con. Đây hả? Cái này hả? Ừ. Cái này mà nó khô chứ. Cái này vừa vừa chứ non quá chắc được. Nó dính rồi. Lúc này đi cộng vừa không được. Được chưa? Đây, cái dính ẩm vô. Được rồi. Vô. Vô. Rồi đi vô. Ở đây đi. Lọc luôn đi. Ở đây đi. Đây đây ông nội lọc đó. Cái trái này lấy đi. Nó lọc vừa lọc không được thua rồi đó. Hả? Lọc vừa mà lọc thua. Cha lọc không bạn hả? Ừ. Trời ơi. Biết cha mà. Kia lọc, cái đâu có lọc. Biết cha đi thi đứng không mấy không? Không mấy. Ba hạng đứng ba. Ghê vậy? Cười nói gì mà cười đứng bụng gắt. Trời. Có ba đứng không ba. Kỹ năng gì yếu vậy? Ừ, ai chịu nổi. Thấy gì? Vậy đi già lọc vừa lọc không nổi. Nó mà mấy ông đó mình đi. Người lọc vái rồi mà. Mấy ông đi làm gì? Tháo vái, tháo người. Ai lọc trước? Ai đây vừa mà lọc được. Hỏi người ta bắt mạnh gì vậy?
gì vậy? Nhiều người ta quen hơn. Con nhanh hổ lồng. Lột rồi lột vô mà lột nằm mà lột có ba cái và ăn cái này chứ không cho lột hổ lồng hết cha. Nhổ nhổ lông nó đi con. Ba cái luôn. Sơ dừa. Cái này còn mềm nè. Mềm làm gì sữa. Nước ai cho Vĩnh. Đó, tết nhất thường thường ở quê của Phương Dừa thì làm mứt dừa nè, rồi làm bánh tét, rồi mỗi năm hồi nhỏ mẹ có làm cái bánh tráng, bánh phồng nữa, rồi làm mứt chuối, mứt mít nữa, cái gì vậy, mứt bí nữa. Xào mứt chín sớm nãy xào rồi. Xào rồi hả? Ờ, xào lúc chừng 5-6 tiếng ngồi xào chết. Rồi làm dưa, dưa chua, rồi làm khổ qua, rồi làm nồi thịt đó, vậy là được cái tết. Xào tới 12 giờ khuya nhé. Ừ, 5 giờ chiều hả? Ừ. À, mình làm cái dừa đó. Đó, dừa này thì giờ mình ấy xong rồi mình cạy nó ra. Mình cạy ra cái mình sắc cho nó mỏng mỏng màu mỏng xong rồi bỏ đường. Bỏ đường khỏi bỏ màu phải không? Em muốn ấy màu thì giờ làm lá dứa, còn không làm thì làm trắng luôn. Làm lá dứa hả? Lá dứa gì mình làm màu lá dứa cũng được, không làm thôi. Còn lá dứa không ạ? À? Có lá dứa làm cho đẹp. Xin. Làm lá dứa ha. Làm lá dứa củ dền cũng được. Lá dứa đi chứ giờ mình củ dền mình mắc đi chợ mua xa. Cho cái cây nó nặng nhưng mà một tấn thì cũng được. Thôi có màu nó đẹp hơn. Làm lá dứa thì nó thơm. Đúng rồi. Đó. Vừa đó. Để màu thì nó không ngon. Nó ăn nó đập. Rồi xong rồi quý vị dạ. Bây giờ Khương Dừa vô trong với lại cha mẹ của Khương Dừa để em bữa này ra để mình sẽ sắt ra nha. Rồi. Dạ. Cái đập gì mà dụng quá vậy? Trứng quá. Đó, cái này là đập lấy nước để chiều kho thịt nha quý vị dạ. Kho thịt thì phải có nước dừa nó mới ngon. Nay Khương Dừa sẽ làm mứt. Làm ba trái. Lập xong xong mình sẽ cạy ra. Cạy ra xong mình sắt cũng mất thời gian lắm. Xong mình sẽ đi hái lá dứa. Rồi mình về mình giã lấy nước. Rồi. Cái này mềm hả? Mềm nó sẽ thành dừa sữa. Rồi. Lấy cà chuối hay gì? Vinh làm sao để có phòng sao? Lấy cà chuối hay gì? Dạ, bây giờ con dừa sẽ cạy dừa ra để cho hai thằng đệ nó nạo phụ của nó bào phụ. Hai thằng đệ thì con ấy làm tư, con xã làm dương giúp làm tư. Vậy cũng được mà mẹ. Vậy nó tản mà. Ý là mẹ làm tư là nó mỏng quá, nó miếng dừa nó miếng dừa nó không có dai vậy. Ngon. Ngon. Hai đứa cháu ở gần nhà của con dừa từng thi tới tiếng ngày, bé này thi còn bé này không có thi, bé này nó tên Tâm, bé này tên Nhật. Hôm nay con dừa về mình biết con dừa về nên hai đứa nó ghé kiếm bánh mứt ăn chơi rồi bắt lại. Hai đứa nó nhà ở dưới xã Hưng Minh Trung B, không con B hả? Hướng A thuộc huyện Mỏ Cày. Vừa thì ở mình cho bác. Ôi cái này khó cạy quá mẹ ơi. Cái này nó ngon hay gì con? Nó là ngon. Hai đứa bào được không vậy? Cái đó mà không phải bào được. Không ngon không phải chắc. Nãy nó bị nhọn khó. Mình đâu có đủ bếp. Đâu có nãy ngủ được con. Mấy cây bị ngon quá, thôi làm 2 cái cây. Ừ. Mà
Chưa làm gì nè. Không có, nay nó không chịu thôi. Ê. Ngày nay chưa ví vàng nè. Thì nói vậy đó. Con phải bảo này trước. Ừ. Phải bảo cái này thôi nó chát phải không? Đó, cái này là cũng là cập nhật kiến thức. Cái thường thường dao hai lưỡi nó làm bằng tay mặt, chú tay trái chú bào không được, nên phải thỉnh hai đứa con xuống bào. Bào nha, bào xong mình sẽ ngâm. Con tay trái luôn hả? Không, con tay phải. Rồi bào thử coi. Chỉnh chào, chỉnh chào là thắng bào trước. Dạ tao thắng. Ủa dạ thắng. Nè bào này luôn đi. Đúng rồi, làm tập làm gì nữa, có vợ giờ làm với vợ. Hay dừa này nó khô hơn là quý vị dạ, nó cứng hơn. Dừa này là cây dừa sữa, đừng có dụng quá nha. Dạ. Yeah. Thấy hai thằng làm cái bộ chắc mức xấu quá quá. Tại miếng dừa. Bào chuối này, bào chuối cho bò ăn quen, cái này bào mứt dừa. Này ở quê Hương Bến Tre, mứt dừa là đặc sản của gì vậy? Tết nhất là hay làm mứt dừa, nhà nào có mứt dừa hết. À, thường thường làm mứt dừa nó có nhiều màu lắm. À, mình có thể làm màu lá dứa, màu bông, màu củ dền cũng được. À. Này dễ bào không nè, cái lưỡi nó khó bào quá anh ta. Bào đâu con đi nhỏ nhỏ luôn mà con đừng có bào vậy này, nó bào trời nãy rồi à. Con bào làm đốn. Vậy nè, cũng phải xuôi theo vậy nè, mỏng quá à. Ừ là cũng phải xuôi theo được, nên tại chú tay trái á. Làm xong mình ăn luôn, không dám mời ai. Cái lưỡi vấn đề. Lưỡi à? Cái lưỡi nó vấn đề, nó hơi không, nó mềm quá. Con dây con bào cái này nè. Tâm nó biết bào, nó bào cái dây cho. Nó hơi mềm không? Mềm. Quá này ngon này. Đến đây cho con nước. Ngâm nước. À, nước đây là nó đen. Đúng rồi, phải cạo lớp đó lớp đó. À, quá. Đúng rồi. Thế nào quý vị giả mình phải gõ vậy nè. Tử luôn rồi. Tử. Này thôi, tử Bạc Liêu. Ôi, cái này nó cũng không chóc nữa. Ví dụ như vừa. Giờ này nó phải ăn. Giờ đợi kịp có lực lên. Đó. Cái này mềm quá không được. Mềm để con mềm để chút đại con ấy đặt luôn á. Bỏ như nào luôn hả? Yeah.
đó. Coi chừng nó bị dụng quá nha, nó lên đường dài nha, nó dụng quá hơn là mức dụng quá là không ngon đó. Ủa mức dừa này mấy cái màu mình làm như màu đỏ, mình xanh mình làm cái gì chứ? Màu này là gì màu xanh? Ngồi lá dứa đó. Còn màu trắng hay gì? Màu trắng để không? À vậy hả? Không mới biết. Còn màu đỏ thì còn màu củ dền. Màu đen. Không coi này có. Đen mà lấy. Màu đen mà gan khác nữa, đen thua gì? Đen mà gan khác ngạt nữa, đen thua gì? Chào giả vậy đó. Ăn nội thì thế đó các bạn, thương quá công nghiệp. Kệ nó làm gì, nó tập đi cho làm riết cũng được. Không sao vậy chứ ngào lên là có màu đồ vô là nhìn thấy hấp dẫn liền à. Đó. Rồi giờ giờ tôi vừa sẽ giao cho hai anh đệ này, nó xử cái bào mất dừa, tôi vừa sẽ đi làm lá dứa nha quý vị dạ. Tôi vừa đã chuẩn bị xong dừa rồi, cắt dừa đã xong rồi, giờ phải đi kiếm xin lá dứa, ngồi mà bẫy xin lá dứa để về sắt ra để làm màu. Sao con lá dứa làm sao? Con xin nó chậm nha. Dạ. Đây, lá dứa đây là quý vị nha. Lá dứa là một cái loại lá rất là thơm. Dạ 3 năm. Trời ơi bà mở mạng thấy con hoài. Dạ. Thấy con chuốt luôn. Dạ 3 năm đâu vậy? 3 năm đi mà tên nhiên con á. Dạ. Con nhà con về ăn Tết này hả? Dạ. Năm Tết lớn không? Cũng được con ơi, trời ơi. Rảnh mà năm lên con chơi. Tao thấy thì mà mạng. Bữa tao chở thằng cháu mặt con bay đi biếu bà đó 8 triệu chứ bánh mất cái bà già mà. Bữa tao mới chở thằng con đây nữa đó. À dạ. Bà đã tác liệu là có thằng con bệnh hay gì đó. Dạ, bà ngoại với số á. Ừ. Bà cũng chín mấy tuổi luôn, tội nghiệp lắm. Ừ, thấy con có tiền bà với mấy người kia chứ nhỏ mà ấm con đi chinh rồi. Nhỏ 3 tháng con có 10 triệu á, 3 dạ. triệu cho mấy triệu. Dạ. Con nặng bên chú luôn. Dạ, cảm ơn bà Năm. Ừ. Mà sao có mình là cái thằng Thảo tao không thấy mặt không? Dạ, tại nhiều đứa nó không thích xuất hiện bà Năm. Trời ơi, cái mấy người kia người nào bà cũng thấy mà có thằng Thảo là bà thấy có bàn tay nó không thấy. Dạ. Bộ mấy nó đẹp, nó xấu mà nó giấu cái mặt. Bà lên mạng nha, hai cái điện thoại mấy đứa cô đi cho tao coi này hết đi cái hè tao coi cái khác là cứ quẹt quẹt á. Dạ. Mấy cô đây thương tao cho cái mà bằng tay vậy mà. Thầy cảm ơn ha. Thảo không tính á. Dạ. Cái gì gòn rồi. Tâm trộm mới ra ta coi bà già ở dưới mà nhà mà xài nè, mình tôm nè. Dạ. Bà của mình á, rồi chết. Dạ. Dưới rồi, ta có bà mở con
đây, đây là cái chỗ bữa Phương vừa hái lục bình với bà nội. Đây xin cái này về xong mình cắt á, mình sắt ra xong mình ép lấy nước, xong cái mình trộn vô cái với mứt dừa, với dừa mình sắt á, cái mình ngào lên là mứt dừa có màu xanh cho nó thơm, lá dứa rất là tự nhiên. Đây là lá dứa này mình có thể làm bánh lọt được quý vị vậy, làm bánh lọt thì nhất định phải có lá dứa nó mới ngon. Rồi giờ Phương vừa sẽ về chế biến nha. Dạ rồi, Phương vừa với lại hai đứa cháu bào dừa xong, bây giờ mình sẽ cắt ly dứa ra xong cho nó nhuyễn đi, rồi mình sẽ bỏ vô trong rồi nó thơm, này nấu nước uống là má phát thơm gì đâu, bỏ vô máy sinh tố để nó xay, xong mình sẽ dắt nước ra để mình làm cho nó làm mứt dừa chỉ một màu xanh thôi, làm nhiều màu quá cực quá, nhưng mà cái này không bỏ vừa phải thôi, nguyên giả bỏ nhiều quá nó đắng. Là màu tự nhiên nè. Giờ ăn cái gì, ăn uống gì người ta cũng chuyện tự nhiên hết trơn. Dù làm nó không đẹp lắm nhưng mà cái nó được phẩm, được cái nó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Làm này thì người ta đâu có thời gian để làm để bán đâu, thủ công mà. Tết nhất thì ở nhà Phương vừa cũng đông, mỗi người chưa ra một việc để làm đó. Phương vừa làm vừa, thật ra mứt dừa giờ mua cũng dễ, nhưng mà mình thích làm để nó có không khí, con cái đừng quấy quần làm cho nó vui. Tết nhất cái gì cũng mua về ngồi ăn thì nó còn vui, về quê có thời gian đó. Làm ngon ngon mình cho bà nội ngoại đồ, làm dở mình ăn mình luôn. Chào khán giả của con Xuân Dừa. Rồi hai cha con của Xuân Dừa à, nãy giờ nghỉ trưa, giờ từ từ con chụm quá khét, bây giờ quá đúng rồi. Giờ chuẩn bị ngào mứt dừa. Đây, sáng bào dừa rồi, ngâm đường với lại lấy dứa. Thế, Lũ Trà. Dạ. Rồi cái lửa cũng khét rồi. Ủa mẹ, đó. Cái này xào một chảo xong hả mẹ? Khét con ơi. Từ từ ra cần con chồng, ơi. Sẽ kêu con chồng. Chừng nào mới chậm con chậm nha. Đúng rồi. Cái này biết cái gì không? Biết. Cái gì? Lá dứa. Lá dứa với nước dừa với đường. Đó, này đáng lẽ có sữa nữa thì nó sẽ ngon. Nhưng thôi nó ngán lắm. Dừa nó đã béo rồi. Tùy nhiều người cũng ăn cái gì bỏ cái đó. Để lát còn bỏ mứt vô luôn. Vô đây để phơi nắng nó táo. Con để củi vô chưa cha? Hả? Con để củi vô chưa? Sơn chưa, từ từ con. Không cần thiết. Người cha cần chưa? Phải cần nước nữa hả? Có nước nữa không? Có nước để cho nó trộn lên có nước hả cha? Trộn lên. Cái này là đặc sản quê nội nha. Đặc sản Bến Tre đó. Thường ngày Tết ít có nơi nào làm mứt dừa. Bình thường có ở nội con phụ người á. Đúng rồi, giỏi. Giỏi cha mấy thương. Nó cho em để cho. Chưa, cho sửa lại cho đâu rồi. Rồi, từ nào cho cần cho bỏ. Đó cho dẫn con đi hỗ trợ cho ha. Dạ. Cái này gia đình đi hỗ trợ cho. Ha. Con bỏ đi chơi. Con bỏ lá vô á. Lá gì? Bỏ lá vô chậm hả? Không,
Đáng cửa. Ủa đây có tứ cây. Giỏi. Phụ nội tứ cây hả? Dạ. Dì nội thích không? Dạ thích. Móc hè về nội chơi ha. Một mình con về được không? Dạ được. Cha chở con về đây con ở chơi với nội rồi, rồi mấy bữa cho về chơi nước được không? Dạ được. Đây là nội dẫn đi vườn ha. Đi bắt ốc bắt cua rồi ha. Vui lắm. Thấy không? Đi chợ rồi. Ủa thơm nó dứa ha. Đây là lá dứa nguyên chất cho xay ra đó. Đây quý vị dạ, mình mọi người chắc nhìn hình ảnh chứ không có cảm nhận được cái mùi thơm của nó. Cái này nó sẽ màu xanh xanh nè chứ nó sẽ không xanh đậm lắm. Đó. Ra là cái ráo lên nó sẽ xanh xanh. Dạ, để dưới một củ nha. Thôi tôi vô không dám bỏ lá dứa nhiều, bỏ lá dứa nhiều sợ nó đắng. Để từ từ. Bỏ cái đó nữa thôi. Bỏ cái này nữa thôi ha. Dạ. Con lấy cái cây này để sát trường. Có bà cụ đắng nữa kìa, kêu bà cụ lên chơi. Bà cụ ơi. Bà cụ à. Bà cụ bà lãng tay, con lại đắng kia, thôi mới nghe. Lãng tay là gì vậy? Lãng tay là già rồi. Lại đây chơi. Mẹ dẫn bà cụ lại. Lại đây bà cụ. Ba con lại đây. Con lại con dẫn bà cụ lại. Nó một bà cụ lại. Ước à. Qua đây qua đây, đi qua đây. Qua đây. Dũng nước. Cái nồi mứt của cha khác là do con á. Đó, không á, qua đây với anh hai nè. Không ăn dép vậy. Qua đây đứng với anh hai nè. Rồi ngủ mới vậy. Rồi đứng đó đi để cha ngào xong rồi để cho ăn. Thích không? Thích không? Nè ngồi đây nè con. Nè con gái ngồi đây đi. Nè con trai ngồi đây đi. Không cho con ngồi lên cục gạch đi. Ngồi lấy cục gạch ngồi đi. Gạch với hai à. Ngồi đây nè. Nè con ngồi đây đi. Ok sợ luôn. Phải để sát lại thì con mới để củi được chứ. Nè nó chuẩn bị có màu nè cái dịch. Ấy da. Không. Nó chuẩn bị cô đặc rồi đó. Này bỏ đường vừa phải thôi, bỏ ngọt quá ăn không tốt. Không chưa cho ăn bỏ củi luôn. Chưa chưa con. Còn còn nhiều củi lắm. Ra làm mứt dừa nó rất là đơn giản luôn quý vị vậy. Đó, chỉ cần ngào vậy thôi. Bào. Giờ họ làm nhiều loại mứt dừa cũng hay lắm, sáng tạo ra. Dừa sữa rồi mứt dừa dẻo, dừa non cũng ngon. Gì con? Con cho nó khét chút. Cho này nè. Khét chút rồi. Rồi bỏ vô đi. Bỏ vô mà. Phải nhúng củi lắm, phải biết rửa con bà ngoại bà nội lắm. Mốt lên trển cho mua cho con biết bà này con nhà ăn nấu nha. Dạ. Rồi mốt cái nhà này bà nội về cho con nha. Chứ bà nội cho con cái nhà này. Okay. Nè. Cái nhà đó đó. Đó. Dạ. Cho con nhà đó về cưới vợ ở đó nha. Ở đây tối mát quá. Mát không? Nướng ở đây là mát. Tôi bỏ cái cục này vô luôn rồi. Nhét vô luôn. Đây, nãy giờ con dừa với lại Thế Vĩnh xào nãy giờ cũng được 20 phút của quý vị dạ. Giờ mới đầu ráo lại nè. Đó.
ráo là nó khô con, khô nước lại á. Đó. Giờ mình phải đảo liền tay. Không phải cho nó đặt, cho ra giữa hết. Hả? Ừ. Này mà khác là tức chết luôn á. Đó. Cho nó ráo lại xíu nữa. Thơm quá con. Thơm mùi dừa nè. Với lại thơm mùi rơm. Thơm mùi lá dứa. Kiếm cái nồi, cái nồi nhặt nồi cái ra đây vô hỏi bà nội á. Ê con chụp quay vậy, chụp quay cái nhặt hỏi hỏi nội á. Đưa thì che cho để ngoài đi, nó khác. Ừ cho để ngoài nè, cái nghe tao nè, nó khác rồi nè. Ý cha nói là để nó rồi. Để cái cổ đó ngoài rồi. Ừ đi kêu nội đi, nội thôi là nội nhiều chuyện rồi. Mày nói ơi, lấy con cái nồi vắt nồi, con đi cái nó thét chảo à. Con canh con. Vậy chứ chưa ráo nữa mà. Đảo xíu nữa hả? Sợ cái gì khô chưa, dưa được chưa? Hả? Chưa. Đã tới nước, con nước mà. Trời ơi. Làm mấy là nhà mình làm ăn thôi chứ làm mà làm bán cũng là đúng chứ. Làm gì cũng vậy nó cũng cực thôi. Sợ trước cũng tăng tăng cái kiểu này. Điện não khô đường lại luôn không? Đừng khô quá. Dạ con. Con bỏ vàng nữa rồi. Thôi con. Con trái. Con đừng chấm, con đừng chấm. Dạ. Hả? Bỏ ngoài nè. Thôi để ấy thôi, giờ sẵn cái lửa dắt hết luôn nè. Rồi, bút lửa nước đi. Hồi xíu bà nội dứt hết rồi cho con sẽ chụm củi đã luôn. Phái chụm củi. Ui Thế Vĩnh ơi, nó khét rồi. Thế Vĩnh ơi, tập trung vô, tập trung vô. Đừng có chụm nữa, đừng củi nữa con. Con đặt cho lăn, cho ra lửa hết. Ừ. Nó ráo lại, nó có hột đường là được rồi. Đừng đặt con. Con đặt cho ra nữa. Đây, con vui gì vậy? Rồi mình đã chuẩn bị ráo nước rồi. Vô tập trung vô thôi, nó thành chuyển thành màu vàng luôn á. Dạ chuyển màu vàng hả? Chuyển màu vàng là chuyển màu khác á. Đừng có cái gì, tập trung vô hả? Quá vậy. Để múc vô đổ vô thau nha mẹ. Đổ thau ha. Khô rồi. Làm gì vậy? Khô rồi. Con nhắc rồi.
nào không muốn để cùi. Từ từ để nội. Dính lại đây thử nè Dính. Dạ. Đây thử mức dừa nè. Dạ. Mức dừa cha con mình làm nè đi. Con muốn nhúng dừa. Nhúng nữa để nội bắt nồi nước lên nồi giúp hết. Vô cái củi đi. Vô cái củi cho nội nè. Đây quý vị dạ. Thử coi nè, khô khô ra ráo nè. Đây là mức dừa. Handmade. Rồi ra con dừa. Thơm mùi dứa. Thơm mùi dứa ngon không? Không ngọt quá. Cái gì vậy? Con để củ vô đó. Ngon đó. Con màu này thì màu thì này nó hơi tái tái, nó không có xanh lên, nó không xanh, nó không có sáng, nó không có tươi lắm. Nhưng mà mình làm để nó thơm mùi dứa với cái màu một xíu cho nó thơm cho nó ngon. Rồi, thử nè. Rồi lại thử nè. Hả? Thơm quá nè. Ừ. Dưa rồi, không có ngọt không? Ừ. Làm mới thơm mà không có làm gì. Ừ. Không có chuyện thơm cả. Còn dưa đã rồi. Ừ. Để ăn nó bọc. Ừ. Bỏ màu không? Ừ. Nó quê mà bỏ màu chi? Dạ. Đây. Đây thành phẩm của con dừa đây quý vị nha, quá ngon đó. Bây giờ mình sẽ đem bỏ vô keo cái mình để cho, tết mình để, con để tổng cho nó nguội cái dạ. Mình để vô để cho nó tết mình đi đãi khách rồi nha. Rồi nay ai tới nhà con dừa sẽ đãi mức dừa dứa nha, mức dừa lá dứa nha, rất là ngon luôn, đảm bảo ngon luôn. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Một ngày trời của con dừa chỉ có nhiêu đây thôi. Cảm ơn quý vị khán giả, chào tạm biệt quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong một clip tiếp theo.